Đã. Anh à? Con đi làm cái này một buổi chiều là con ra được khoảng 250.000. Đã không chín nữa rồi. Lười. Máy nước hả? Con cứ đi làm này là một tháng của con bằng lương của trưởng 2 tháng. Dạ. Em không, anh cứ đấy thôi. Bằng lương cơ bản của công nhân là bằng 2 công nhân. Và con cứ đi làm này là một tháng là lương cơ bản của con bằng lương của trưởng đi làm 2 tháng. Ngọc Rambo đấy.